xa rồi từng ngày mong nhớ, đã xa rồi từng phút từng giờ, đã xa rồi từng cơn gió mang nụ cười chạm nhẹ lên bờ môi ai khẽ ru. Đã xa rồi từng ngày tôi lỡ, đã xa đầu tiên thì em cũng xin đại diện cho các thầy hậu phụ huynh của lớp 12A1 có một cái đôi lời để gửi đến quý thầy cô của trường trung học phổ thông Tân Châu. Kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô và quý phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay thì nhân cái ngày lễ tri ân thầy cô giáo của trường trung học phổ thông Tân Châu, tôi xin đại diện cho hội phụ huynh của lớp 12A1 gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô. Hơn bao giờ hết, con chúng tôi nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm chỉ bảo từ quý thầy cô, sự tâm huyết từ quý thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn các con tình yêu gia đình, nhà trường và sống có ích cho xã hội. Mái trường trung học phổ thông Tân Châu là điểm đến mơ ước của biết bao thế hệ học trò, trong đó có cả bản thân tôi. Và tôi đã đạt được mơ ước đó, trở thành một giáo viên tiếp nối các thế hệ trước, truyền lại kiến thức cho đàn con nhỏ sau này. Đó là một cái vinh dự mà hôm nay tôi đứng đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến quý thầy cô, những người đã thay mặt chúng tôi là người cha, người mẹ thứ hai, để giúp chúng tôi dạy bảo con em mình nên người như ngày hôm nay.